Đây là con trống hai màu lông, 25 mấy siêu, 75% keo sọc, thai lông cũng gần xong, gà nọc chuẩn bị thai lông xong chuẩn bị cho về Việt Nam để làm nọc. Có nắng sùng ghê. Bò đá như kỳ độc, tốc độ khó phải chơi. Hai mùa gà mà mới có 1.350 kg thôi nha anh em. Hùng dữ lắm. Order AC thôi mà nó đi dữ lắm nha anh em, tài tốt dữ lắm.